Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 30 tháng 9 của bài việt ngữ đã cho tự do có những nội dung chính sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu gỡ bỏ giãn cách để hồi phục kinh tế. Bí thư phường phải rút kinh nghiệm, còn dân thì bị phạt để răng đe. Tuổi trẻ gỡ bài, phá cửa cưỡng chế dân đi xét nghiệm, vi phạm quyền con người. Nói bị lừa tiêm vắc-xin Covid-19 Trung Quốc, thanh niên bị phạt 20 triệu đồng Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của Việt Nam, từ cuối ngày 30 tháng 9 bắt đầu cho dỡ bỏ những biện pháp cách ly chặt chẽ sau hơn 4 tháng thực hiện với những mục tiêu chặn đứng xây dựng sự lây lan của Covid-19. Truyền thông nhà nước Việt Nam và quốc tế loan tin vừa nêu ngày 30 tháng 9 dẫn phát biểu và chỉ thị mới nhất của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Những quy định mới được nói nhằm khôi phục sản xuất, thúc đẩy kinh tế và tái lập một số bình thường mới với phương châm sống chung với dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình được dẫn lời rằng sau ngày 30 tháng 9, tất cả những chốt kiểm soát trên đường sẽ được tháo dỡ và giấy phép đi đường không cần thiết nữa. Theo ông Bình thì thành phố đang mở cửa dần, Tuy nhiên, an toàn của cư dân là ưu tiên hàng đầu. Kể từ ngày 1 tháng 10, các khu công nghiệp, các dự án xây dựng, siêu thị, tiệm cắt tóc gội đầu, nhà hàng bán thức ăn mang đi được hoạt động trở lại. Ông Bình cho biết, dự kiến thành phố sẽ thiếu hụt lực lượng lao động rất lớn khi các nhà máy sản xuất và công trường xây dựng được mở cửa trở lại. Đây là cơ hội cho những người thất nghiệp Cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang tìm cách tăng cường việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, ưu tiên cho công nhân và người trên 50 tuổi. Cho đến ngày 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh trải qua hơn 120 ngày giãn cách xã hội theo những cấp độ tăng dần. Tiếp theo vụ việc chính quyền xâm nhập gia cư bất hợp pháp và cưỡng chế công dân đi lấy mẫu xét nghiệm ở Bình Dương, cơ quan chức năng đã đề nghị xử phạt hành chính bà Hoàng Phương Lan, nạn nhân của vụ việc, với lý do để răn đe. Ủy ban kiểm tra thành ủy thành phố Thuận An, nơi sự việc xảy ra, cũng bao biện cho hành vi của chính quyền phường rằng sự việc đó diễn ra trong tình huống cấp bách trong phòng chống dịch bệnh nên mới tiến hành cưỡng chế. Ngoài ra, theo bà Hoàng Phương Lan, thì chính quyền cũng đề nghị bà gỡ bỏ các bài đăng trên Facebook cá nhân của bà về sự việc và gọi đó là để hợp tác. Đối với chính quyền, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thuận An đã ra quyết định kiểm điểm, phê bình rút kinh nghiệm đối với ông Võ Thanh Quan, bí thư phường Vĩnh Phú là người chỉ đạo vụ xâm nhập gia cư bất hợp pháp và cưỡng chế công dân đi lấy mẫu xét nghiệm. mang báo tuổi trẻ hôm 29 tháng 9 2021 có bài viết dẫn lời luật sư Hoàng Văn Hướng nhận định về vụ cưỡng chế người dân đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 là vi phạm quyền con người. Tuy nhiên, bài báo đã bị gỡ xuống không lâu sau đó. Bài viết của tác giả Hoàng Điệp dẫn lời luật sư Hoàng Văn Hướng về việc phá cửa, sóc nách người dân đi xét nghiệm cho rằng phải khẳng định đây là hành vi trái pháp luật và vi phạm nghiêm trọng quyền con người mà hiến pháp và pháp luật bảo vệ bởi việc thực hiện một hành vi cưỡng chế một người phải thực hiện theo một quy trình hành chính clip về nội dung vụ việc cho thấy việc cưỡng chế không tuân theo một quyết định và một quy trình nào ông hướng cũng cho biết bản thân bị sốc khi thấy người phụ nữ bị cưỡng chế và tiếng la thất thanh của trẻ con trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ngoài ra báo tuổi trẻ còn trích lời luật sư phạm hoài nam là hành vi cưỡng chế này rất phản cảm vì trong nhà có phụ nữ và trẻ con hiện không rõ lý do vì sao cơ quan ngôn luận của đoàn thanh niên cộng sản thành phố hồ chí minh lại gỡ bài viết tuy nhiên từ trước đến nay quyền con người là cụm từ nhạy cảm trên báo chí nhà nước dù chính quyền luôn khẳng định bảo đảm quyền con người cho nhân dân việt nam một thanh niên ở Hà Nội hôm 28 tháng 9 bị xử phạt 20 triệu đồng vì đăng tải tờ giấy chứng nhận đã tiêm vaccine Verocell của hãng Sinopharm cùng với nội dung cho là bị lừa tiêm vaccine COVID-19 Trung Quốc. Theo mạng báo giao thông, thanh niên tên Toàn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng hình ảnh nêu trên lên nhóm Anh em Shipper Shopee Food Hà Nội. Ngoài ra, anh này còn bình luận rằng Hôm qua tao bảo nó tiêm, cho người nhà nó tiêm hôm nay nó xui mình đi tiêm thuốc tàu đi, không thì không bao giờ được cho tiêm. Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cáo buộc ông Toàn đăng tải thông tin giả mạo, quy định xử phạt tại Nghị định số 15 và có hành vi xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng y tế tiêm vaccine cùng những thông tin vô căn cứ về việc cho người nhà tiêm. Báo Nhà nước cho biết tổng số tiền xử phạt đối với ông Toàn là 20 triệu đồng và ông đã chấp nhận nộp phạt theo quy định và được tường thuật rằng Ông đã bày tỏ ăn năn, hứa không tái phạm. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do đã gọi cho ông Toàn để hỏi về vụ việc nhưng không liên lạc được. Ngoài ra, trong ngày 29 tháng 9 vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng xử phạt ba cá nhân khác vì cho rằng đã thông tin sai sự thật, xúc phạm lực lượng chức năng trong phòng chống dịch COVID-19. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh Youtube và Facebook của Bài Việt Ngữ Đã Cho Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.